Hello, xin chào các bạn đến với Đang Vũ Sunfit và mình là Tráng Nguyễn Công. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm rất là hữu ích và cũng rất là đáng đầu tiền. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Bắt đầu thôi nào. Như các bạn đã biết thì Microsoft vừa cho ra mắt sản phẩm Surface Pro 11 với rất nhiều những cải tiến, những nâng cấp về ngoại hình, hiệu năng rồi các phụ kiện đi kèm cũng được nâng cấp theo. Nhưng bản thân mình thì ấn tượng nhất vẫn là cái bàn phím Surface Tile Cover. Tại vì nó có một tính năng, đó chính là khi các bạn tách rời cái bàn phím Tile Cover ra như thế này, đây, xong để cái Surface của các bạn ra một bên nhé, thì các bạn có thể di chuột, rồi gõ bàn phím cũng như là điều khiển các thao tác ở trên màn hình rất là dễ dàng, tại vì nó sử dụng cái giao thức kết nối là Bluetooth. Đấy, đấy là một cái tính năng mà mình rất là ấn tượng ở trên cái bàn phím Tile Cover này. Nhưng để mà sở hữu em Tile Cover này thì các bạn phải bỏ ra số tiền lên đến 12 củ. Như cái tiêu đề của video này thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là bàn phím thay thế cho cái Tile Cover này mà mức giá chỉ bằng 1 phần 5 so với cái bàn phím Real thôi nhá. Trên tay mình đây là chiếc bàn phím Touchpad Keyboard, bàn phím thay thế cho Surface. Nó tương thích với cả là dòng Surface Pro 8, Pro 9 và Pro X nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái thiết kế cũng như là cái ngoại hình của chiếc bàn phím này nhé. Thì theo như cá nhân mình thấy thì nó gần như là giống 100% so với hàng Real luôn. Kể cả cái cách bố trí cái nút bàn phím này, cho đến cái vải bọc ở ngoài, cái vải Anticatara ấy, nó cũng giống như là cái bàn phím Real luôn. Sờ cũng rất là thích, sờ cực kỳ sướng luôn. Cách bố trí nút cũng thế, rồi cái touchpad này thì nó có vẻ là to hơn một chút so với cái bàn phím Real, nhưng mà cái lúc mà mình di chuột nhé thì nó không đem lại cái cảm giác sướng như cái bàn phím Real được. Nói về ưu điểm của chiếc bàn phím thay thế này thì cực kỳ nhiều luôn. Thứ nhất đó là về giá thành thì nó cực kỳ rẻ. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 1 phần 5 so với bàn phím Real là có thể mua được em nó rồi. Thứ hai đó chính là nó hoàn thiện cực kỳ tốt ở trong cái tầm giá này luôn. Đây, ngoại hình của nó, các đường nét, rồi các hình in cực kỳ sắc nét luôn. Nhìn rất là chỉnh chu nhá. Thứ ba nữa là nó sử dụng giao thức kết nối Bluetooth, cho nên nó có thể kết nối được rất nhiều các thiết bị khác nhau. Và nó thích hợp với cả Pro 8, Pro 9, Pro X. Ưu điểm thứ tư là nó có đèn LED nhiều màu nhé các bạn. Và các bạn có thể tăng giảm cái đèn LED bàn phím là ở đây. Có hai nút tăng giảm ở đây. Thứ năm nữa là nó có thể tránh được các tình trạng là chập cháy này, bật các thứ. Đấy, rất là nhiều ưu điểm luôn. Còn về cái nhược điểm của bàn phím này thì sao? Thứ nhất là mình thấy cái cảm giác gõ õ chưa được sướng lắm. Thứ hai nữa là cái di chuột, cái touchpad này thì cũng di chưa được sướng sướng lắm đâu. Nó cũng hơi 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 bị cấn tay một chút. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân của mình. Thứ ba nữa là cái trọng lượng của cái bàn phím này thì khá là nặng hơn so với cái bàn phím Real. Thứ tư đó chính là cái khay để bút Slim Pen ở đây thì nó không tích hợp sạc đâu các bạn ạ. Cho nên là nếu như các bạn muốn sạc bút Slim Pen thì phải mua thêm một cái đốc sạc nữa. Nếu các bạn muốn trải nghiệm rõ hơn về cái bàn phím này thì có thể đến với Đăng Vũ. Và mình là Tráng Nguyễn Công. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.